Chào các bạn, hôm nay Vin hội xin giới thiệu với các bạn viên pin cỡ đại Vin D có công suất là 9000 mAh. Điều đặc biệt của viên pin này là nó có điện thế 1,5V, thì thông thường các pin sạc chỉ có là 1,2V thôi. Và cái này sạc bằng cổng micro USB, cái cổng nhỏ trên này này, tức là trong này sẽ chứa mạch điện, nó sẽ cắm sạc như là một chiếc điện thoại di động. Cấu tạo thì giống như một viên pin đại bình thường thôi. Và cái pin này các bạn có thể dùng cho các thiết bị tử hoặc là dùng cho bếp ga vân vân. Để sạc pin các bạn cắm vào đây. Và chúng ta sẽ dùng cái sạc dự phòng thử xem. Nó sẽ báo đèn. Đây đèn đỏ, nếu đầy sẽ báo đèn xanh. Các bạn có thể cắm vào cái máy tính hoặc là sạc điện thoại để sạc bình thường. Hoặc các bạn có thể sạc bằng cách sạc thông thường được, như là bình thường thôi. Để tìm hiểu kỹ hơn về viên pin kích cỡ pin đại có thể sạc bằng cổng USB điện thế 1,5V, các bạn có thể truy cập trang web pinhanoi.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.